Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có giờ sinh hoạt hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Bắt đầu mình đi chùa hơi đông đông lại rồi ha. Đó là điều mừng và mong rằng sau hơn một năm ở nhà và chúng ta trân quý những giây phút mà chúng ta còn được đi lại một cách thoải mái, và nhất là làm sao chúng ta tranh thủ thời gian để chúng ta có thể trở về chùa mỗi tuần ngày Chủ nhật hay là thứ bảy, nói chung là dành thời gian cho mình ít nhất một tuần một ngày để mình có cái cơ hội mình chăm sóc tâm linh của mình. Thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày á, cái sự quân bình nó rất là quan trọng. Quý vị thấy không? Mình tối ngày ngoài đường hoài cũng không được, mà giờ nhốt mình ở trong nhà hoài cũng không được, đúng không? Đeo khẩu trang hoài cũng không được, mà mở ra hoài cũng không được. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói một bài pháp ngắn cho các em thanh thiếu niên, nói về sự quân bình từ trong cơ thể, trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta có tư duy, có nhìn kỹ thì chúng ta sẽ tìm ra được một cái đạo lý là trung đạo mà chủ trương của Đức Phật đã dạy chúng ta. Cái gì mà tột cùng thì cái đó cũng không tốt. Tiếng Mỹ gọi là extremely. Cái gì mà extremely cũng không tốt. Thí dụ mình ăn no quá không mệt, mà để đói quá cũng không được. Ăn vừa chừng thì sao? Khỏe. Phải không? Vì vậy thì con đường của đạo Phật cũng như vậy. Nếu chúng ta chỉ sống hướng ngoại mà thiếu hướng nội cũng không được. Chúng ta chỉ biết lo vật chất mà không biết về tâm linh cũng không được. Mà tâm linh đâu phải là chuyện tôn giáo. Tâm linh nghĩa là cái đời sống chúng ta, chúng ta có nhìn trở lại, có sống với cái nội tâm của mình. Ví dụ mình nấu cơm bằng cả tình thương cho người thân mình, đó là nấu cơm với tâm linh. Còn nếu mình nấu cơm mà mình bực bội, mình không có hạnh phúc, mình đau khổ và mình khó chịu thì cái đó nó không có tâm linh trong đó. Tâm linh không phải chỉ nói chuyện tôn giáo, mà tâm linh là chúng ta nói đến cái tâm tình, cái đời sống mà chúng ta có tư duy, có quán nghĩ đến người đó. Ví dụ như mình nấu cơm cho con mình ăn, mà nếu mình có tâm linh cho con mình đó, là mình phải biết rằng con mình nó thích cái gì, nó không thích cái gì, chứ không phải nhắm mắt nấu. Vậy thì nấu cho có, chứ không phải nấu cơm bằng tâm linh. Mình mua một món quà mình tặng cho bạn, mà mình nếu mình biết chắc rằng bạn mình thích cái đó, cần cái đó, tâm linh. Tuần rồi, hai tuần trước ở trên chùa Tây Trúc ở Kelowna đó, thì chương trình làm cỏ, làm vườn, thì thầy Đức Tạng và vài em Phật tử đi qua bên đó làm việc suốt coi như là gần hai tuần lễ trong một cái nắng gắt như vậy. Mà thầy Đức Tạng là phải chạy suốt, cứ đi mua đồ, đi mua đồ, thiếu này chạy, thiếu kia chạy. Thì mỗi một lần thầy đi á, thì thầy có dẫn theo một em Phật tử mà nó qua nó phụ. Thì quý vị biết rằng á, Pháp Hòa nghe kể rằng đến cuối cái ngày, cái khoa, cái chương trình làm mà và công quả đó, đó thì thầy Đức Tạng đã đứng lên đại diện cho thầy, đại diện cho Phật tử, cảm ơn em Phật tử đó và tặng cho em Phật tử đó một món quà. Thì mấy vị kia mới giật mình là tại sao thầy Đức Tạng tặng cái món đồ cho em đó. Thì thầy mới nói rằng tại vì mỗi lần em đi với con, nó cứ đứng ngay cái quầy đó, nó nhìn cái chỗ đó hoài, nó cầm lên rồi nó để xuống, rồi nó tiền, nó cứ cái lần nào đi tới nó cũng tới cái quầy đó nó nhìn. Thì con biết rằng em nó thích cái đó, mà nó để dành hết thời gian gần 2 tuần nó phụ mình, con muốn có một món quà gì để tặng cho em. Thì Pháp Hòa nghe kể như vậy Pháp Hòa vui lắm. Tại vì Pháp Hòa biết rằng thầy Đức Tạng sống đã có cái tâm linh trong đó. Đâu chỉ nói đạo đâu, nhưng mà mình sống, mình có quan tâm, mình có nhìn người để mình biết rằng người kia đang cần cái gì, đang không thích cái gì, để mình làm cho người đó hạnh phúc. Và thậm chí mình đừng làm điều đó cũng có nghĩa là mình làm cho người đó hạnh phúc nữa đó. Thí dụ như mình, ví dụ bây giờ mình biết rằng con mình nó dị ứng thuốc hút,
Mà mình không hút thuốc đâu có phải là mình lỗ lã gì đâu. Mà mình khuất thuốc, mình không hút thuốc là mình đang làm cho con mình nó hạnh phúc qua cái sự bỏ thuốc của mình. Mà lá phổi mình nó cũng cảm ơn luôn. Nó cảm ơn con của mình là nhờ anh mà ổng mới tha tôi. Đạo Phật có đó gọi là nhân duyên. Nhờ cái nhân này, cái duyên này có mà cái duyên kia nó có mặt. Ổng chưa chắc ổng biết thương lá phổi ổng đâu, nhưng mà ổng thương con ổng thì ổng bỏ thuốc. Mà ổng bỏ thuốc là ổng chăm sóc được lá phổi ổng. Nó trùng trùng cái duyên khởi trong đó. Nó trùng trùng duyên khởi trong đó. Vì vậy cho nên á, mình á, đi đâu mà mình có được những người bạn đạo mà người ta nâng đỡ, người ta nhắc nhở mình, đó là một hạnh phúc. Đời của đời người tu, hay nói chung là đời sống của con người, mà nếu chúng ta có được một người bạn biết quan tâm tới những khổ đau của mình và không bao giờ tưới tẩm vào những cái hạt giống khổ đau đó của mình, thì người bạn đó mới là người bạn lành. Biết mình không thích nhỏ đó mà ngày nào cũng phone kể chuyện nhỏ đó cho mình nghe đó. Trời, bà biết không, bữa nay tôi đi thấy nó, trời thấy ghét lắm bà ơi. Bởi bà ghét nó là đúng á. Nói thì cái bà bạn kia bà nghe bà thích thú lắm. Rồi sao bà rốt cuộc cúp cái điện thoại xuống thì toàn là một khối độc tố. Người kia dâng hiến cho mình mỗi cuối tuần, mình ăn bao nhiêu độc tố về cái người đó mà mình không hề hay biết. Họ đâu có nuôi mình gì đâu. Phải chia nói, chị biết không, bữa nay tôi đi chùa, tôi nghe pháp thoại, bữa nay tôi đọc bài kinh này hay lắm. Nói cho người bạn đó nghe, để người mình biết. Có nhiều khi mình không thể trực tiếp giải khổ cho bạn mình, nhưng mình biết được cái niềm đau nỗi khổ của họ, mình gián tiếp, mình đem những câu chuyện hay để mình làm sao mình giúp cho bạn mình tháo gỡ cái khổ đau đó. Cái đó mới là bạn lành, đó là lương bằng. Cho nên tổ Quy Sơn dạy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách: viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vĩ văn. Cố vân, sanh ngã giả bằng hữu, sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả phụ bằng hữu. Ra đi nương vào bạn lành, thì từng giờ từng khắc làm cho mình trong sạch cái thấy cái nghe, gọi là sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vĩ văn. Lúc nào cũng khiến cho mình nghe được những điều ít khi nào được nghe, hoặc là chưa bao giờ nghe. Văn ư vĩ văn, nghe cái điều chưa bao giờ được nghe. Bởi vậy người xưa dạy: sanh ta ra là cha mẹ, mà tác thành cho ta là bạn bè. Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Ngài xác định trở lại: thân cận thiện hữu như vũ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Đi với người tốt đó, giống như là đi trong sương mốc, như đi trong sương buổi sáng vậy đó. Tuy không thấy nó rơi như mưa để mà thấm, để mà ướt áo, nhưng mà đi buổi coi về tới nhà áo nó ướt. Thân cận thiện hữu như vũ lộ trung hành, đi trong sương, tuy bất thấp y, thấy như là không có ướt áo, nhưng mà chắc chắn áo mình nó sẽ ẩm ướt. Đó là cái lợi ích mà khi chúng ta có được lương bằng, có được bằng hữu. Tại vì sao? Ngài còn nhắc nha: ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến. Gần á, cái xấu á, nó lây cái xấu, gọi là ác tập ác giả. Trưởng ác tri kiến là gì? Mỗi ngày mỗi nuôi cái hiểu biết về sai lạc. Có nhiều khi người đó kể mình nghe một chuyện mà chưa chắc người đó đã biết đâu, họ cũng nghe lại thôi. Mà khi mà nghe lại thì làm sao đúng? Làm sao đúng? Ở trên lầu mà xuống dưới nói cái tin nhắn là đã trật rồi. Thành thử ra mình phải thanh lọc cái đó. Hồi nãy thầy Huệ Tạng, trong cái buổi nói chuyện của thầy bằng tiếng Anh, Pháp Hòa nghe được là thầy có nhắc tới bốn dạng người. Có những người từ tối đi ra sáng, có những người từ sáng lọt vô tối,
Mình sống sao mà mỗi ngày mình phải từ cái chỗ tối mình ra sáng. Còn cái này sao hồi nó lọt lại, từ sáng đi vào tối, từ một cái hiểu biết nó rất là trong sáng, cuối cùng mình trở thành một người hiểu biết lệch lạc. Thật ra hiểu biết lệch lạc thì trước hết là khổ cho mình, tại mình sẽ hiểu lệch lạc và mình sống lệch lạc, và từ cái đó mình tiếp tục mình truyền bá. Vì vậy mà ở trong Quy Sơn Cảnh Sách Đức Phật dạy như vậy. Còn ở trong kinh Hiền Nhân, trong Quy Sơn Cảnh Sách là tổ Quy Sơn nói những cái lời nãy vậy đó. Mà Ngài còn nói với mình nha: nhất thất nhân thân vạc kiếp bất phục. Mà lỡ mà chơi với bạn xấu mà họ dẫn mình đi lầm đường sai lối rồi, một khi mà mất thân người rồi thì vạn kiếp khó mà có được. Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Có thân người khó lắm, mà nếu một thân người mà đầy đủ mắt tai mũi miệng, rồi gặp được, ở được một cái quốc độ tốt, được cái giao tiếp, được những cái điều hay lẽ phải, quá khó. Quý vị thấy bây giờ nè, con cái của mình nè, nó được sống trong môi trường tốt không? Quá tốt. Nó ăn ngon, mặc đẹp, nó đủ thứ hết. Có một cái nó thiếu, có thể nó thiếu thôi, nhiều khi nó không gặp bạn tốt. Mà cái xã hội này, xã hội thời bây giờ dễ cái vụ đó lắm. Nít nó giao tiếp theo bạn tốt kiểu con nít, người lớn giao tiếp theo kiểu người lớn, nguy hiểm lắm. Cho nên mình phải có cái tuệ giác, có cái chánh niệm. Hồi nãy trong cái giới thứ 5 mà chúng ta đọc đó, trong đó có cái giới gọi là tiêu thụ hàng ngày đó. Và trong đó có một câu là không có tiêu thụ những sản phẩm có độc tố như là phim ảnh, sách báo và chuyện trò. Mình đừng có nghĩ là mình trò chuyện là trò chuyện mà những câu chuyện đó nó không có lợi ích gì cho mình thì nó thuộc độc tố luôn. Nghe pháp thì rất nhiều, nhưng mà cuối cùng rồi chỉ một chuyện độc tố của ai đó thì mình có thể đứng dậy là quên hết. Phật gọi cái đó là trí tuệ bấp vế. Trong kinh Đức Phật nói, có nhiều khi mình ngồi mình nghe pháp xong đứng dậy quên hết trơn, giống như trên ngồi vậy nè, rồi để trên chân rổ kẹo vậy đó, đứng dậy cái kẹo nó rớt hết. Phật gọi là trí tuệ bấp vế. Nhiều khi mình nghe xong rồi đứng dậy không nhớ gì hết. Nghe bài pháp một tiếng nhiều khi nó không đủ khả năng nó giúp mình bằng chỉ một câu chuyện có 5 phút thôi. Người bạn đó kể xong câu chuyện 5 phút đó là bắt đầu mình tam bành lục tặc. Cho nên á, ở trong Hiền Nhân Kinh Đức Phật có dạy bạn có 4 loại: bạn như hoa, bạn như cân, bạn như đất, bạn như núi. Thế nào là bạn như hoa? Tại vì hoa mà tươi thì dắt đầu, hoa héo thì kéo xuống bỏ. Trên đời này có những dạng bạn á, xài được mình thì họ tới với mình, mình hết xài được thì họ quên mình mất. Khi nào mà mình còn gì để người ta tới với mình thì người ta tới, mà hết còn thì ta bỏ đi, ta quên đi. Bạn đó gọi là bạn như hoa. Thế nào là bạn như cân? Chơi với mình mà lúc nào cũng để lên cái cân đó, so sánh coi giữa qua lại, chơi với người này có lợi hơn chơi với người này. Bà này hà tiện quá, bữa sinh nhật tôi tặng cái đồng hồ 100 đô, bữa nay tới sinh nhật tôi tặng cái bánh có 20. Này bạn như cân, từ vật chất cho đến những cái sự lợi dụng gần gũi đều có cái sự tính toán. Thế nào gọi là bạn như núi? Ở trên đỉnh núi thường nó có châu báu. Hễ mà con chim nó tới đậu trên cái đỉnh núi đó thì cái bộ lông của nó được tỏa sáng. Mình gần với người bạn vững chắc như núi, mình cũng được tỏa sáng. Mình đi với người bạn lành, người ta tới, người ta gặp bạn gái, người ta bắt tay, người ta chào mừng, nhiều khi không cần nói gì hết, mình tự cảm nhận rằng tôi đi với chị này, đi tới đâu người ta thường hay hoan hỷ, welcome chị. Dù mình không biết gì nhưng mà ít nhất mình cũng biết người này không đến nổi. Bạn như bạn đó là bạn như là núi vậy đó. Thí dụ bây giờ mình đi với người mà người ta dễ thương, người ta được mọi người kính trọng, cái không lẽ mình đi chung người ta mời bà đó ăn, anh đó ăn, báo mời mình sao? Được cái lay đó. Bạn như đất là gì? Vững chắc. Người bạn đó rất là vững chãi.
Lúc nào mà đất là một tượng trưng cho một cái gì nó vững chãi, nó cứng, thì mình đến đó, mình ở đó, mình nương tựa với người đó. Đó là bốn loại bạn mà trong kinh Hiền Nhân. Ngoài ra trong kinh Na Hàm Phật còn đưa ra bốn dạng bạn nữa. Thế nào gọi là bạn quấy, bạn ngăn quấy? Bạn đây là bạn tốt nè. Bạn ngăn quấy là sao? Người này thể hiện ra bốn việc: thấy người làm ác thì ngăn cản, chỉ bài cái gì nó chính trực, có lòng thương tưởng và chỉ đường cho mình làm thiện. Đây là bạn ngăn quấy. Bạn ngăn quấy làm bốn việc. Một là thấy mình làm sai người ta cản. Thí dụ thấy mình ở suối con mình làm bậy, hay là chơi xấu với ai đó, mình khuyên: chị ơi chị, anh ơi anh, đừng có dạy mấy đứa nhỏ như vậy. Mình phải dạy nó cái đạo đức. Bây giờ mình thử thời, mình đặt con mình vào cái địa vị đó, mình có muốn con mình bị hại thế không? Đó là bạn ngăn quấy đó. Và người này còn á, chỉ cho mình cái điều đúng để mà làm. Và người này, tại sao người ta chỉ mình cái sai mà dạy cho mình cái tốt? Vì người đó có thương tưởng tới mình. Cho nên mình đến với Phật, mình hay đọc cái câu, mình hay nguyện á: xin Phật thùy từ chứng minh gia hộ. Chữ thùy từ là gì? Rủ lòng thương xuống cho con, nhìn xuống con, rủ lòng xuống con. Thứ hai gọi là bạn thương yêu. Bạn thương yêu là bạn làm sao? Mừng khi thấy mình được lợi, lo khi mình gặp nạn, khen khi mình được tốt, và tìm cách ngăn cản những cái gì mình nói xấu, nói ác. Bạn này gọi là bạn thương yêu. Bạn thương yêu thể hiện bốn cách. Một là khi họ thấy mình được cái gì, được lợi, họ mừng cho mình, họ không ganh. Thứ hai là khi mình gặp nạn thì họ lại tìm cách lo và giúp mình. Rồi khi mình được người ta ngợi, rồi mình làm được việc tốt thì người bạn này khen ngợi. Và người này thấy mình nói ác thì tìm cách ngăn cản, không để mình nói những điều ác. Đó gọi là bạn ngăn quấy, bạn thương yêu. Thứ ba gọi là bạn giúp đỡ. Bạn giúp đỡ thể hiện bốn việc. Một là che chở cho mình, hai để khỏi buông lung, ba là che chở cho mình khỏi hao tài tốn của. Thí dụ như cái người đó biết được cái chỗ đó bán cái đó rẻ, mình không biết, rồi mình cũng đi mua y chang biết cái chỗ đó mà không chỉ, tại sợ mình biết, mình mua rẻ để cho mình đi mua mắc chơi vậy đó. Rồi xong khi mua xong rồi bắt đầu mới nói: trời ơi, phải bữa đó tôi biết chị đi mua, anh đi mua cái tôi nói, nhưng mà thật sự mình đã biết điều đó. Đây là một cái ví dụ thôi. Tức là khi thấy mình có cái tổn hao thì người đó lại luôn luôn tìm cách giúp đỡ mình. Bạn đó gọi là bạn giúp đỡ. Khi bạn giúp đỡ thể hiện bốn việc: che chở mình khỏi tốn kém, che chở mình khỏi buông lung, thấy mình sống buông lung, sống cẩu thả thì lại khuyên, che chở mình để mình khỏi sự sợ hãi, khuyên bảo mình trong chỗ vắng người. Cái bạn mà thứ ba là bạn giúp đỡ đó, là muốn khuyên mình cái gì, muốn xây dựng mình cái gì, không bao giờ làm mất mặt mình trước đám đông, thì luôn luôn giữ cái thể diện cho mình bằng cách là khuyên nhắc mình ở một cái nơi vắng, những chỗ nào khi không có người khác, rồi đem cái lời tâm tình ra mà không cố tình làm cho mình bị quê, bị mất mặt trước mặt người khác. Rồi đó là ba dạng bạn, đúng không? Bạn ngăn quấy, bạn thương yêu, bạn giúp đỡ, và cuối cùng là vì bạn đồng sự. Bạn đồng sự là bạn làm việc gì? Bạn này thể hiện bốn cách: không tiếc thân mạng với bạn, không tiếc của cải với bạn, cứu giúp bạn khỏi sợ hãi, khuyên bảo bạn lúc chỗ vắng người. Pháp Hòa biết có những Phật tử bây giờ đi về hưu rồi, nhưng mà sức khỏe còn tốt lắm, rồi biết lái xe, biết tiếng Anh. Cho nên có những người bạn không biết tiếng Anh, vị này chở đi giúp đỡ thông dịch khi cần làm giấy tờ.
mua sắm cái gì, người kia mua xong không có xe chở, người đó xách xe tới chở về nhà giúp đỡ cho. Thậm chí biết chỗ nào có khóa tu, chỗ nào có thuyết pháp, chỗ nào có những khóa lễ mà bạn mình không biết, gọi cho người ta biết để người ta đi. Mà lỡ người ta không biết, hẹn với nhau mà chở đi. Ở bên Mỹ phải không, biết có những vị lớn tuổi 70 mấy 80 tuổi mà vẫn còn lái xe ngon lành. Mà trong xe lúc nào cũng có một thùng kinh với bộ chuông mở. Biết anh chị không? Đi hộ niệm đám tang mà không cần quen biết, không cần quen biết, không cần mời thỉnh gì hết. Hễ biết thầy nào bữa đó tới nhà hoàng đó tụng là vị đó giọt tới, vô tụng, tụng xong đi về. Rồi biết mà đám nào mà cần người giúp đỡ gì, về rủ bạn bè tới giúp an ủi, làm cho cái gia đình đó người ta thấy ấm, ấm cúng, mà gọi là ấm lòng khi mà người ta có người thân mất. Có những đám tang đâu có đủ bạn bè, đâu có người thân mình có mặt để mình trợ duyên, mình giúp sức, không có cần phải đợi quen biết. Giờ mình mà hãy mời đi đám tang hỏi quen không? Chứ vậy quen mới đi. Mà tùy theo loại quen đó nha. Quen sơ sơ đi một buổi thôi, quen thân đi hai buổi. Đó là thử ra mình chưa có tạo phước được ở cái nguồn đó. Pháp Hòa vòng vo như vậy về vấn đề bạn á, là bởi vì Pháp mình sắp sửa học câu kinh Pháp Cú ở trong Phẩm Ngu. Câu này là câu thứ 60. Cái câu chuyện này á, là nó xảy ra là khi Ngài Ma Ca Diếp á, có hai người Sa Di theo Ngài để mà thị giả cho Ngài. Nhưng mà hai cái ông Sa Di này á, không có thuận với nhau. Ông thì lười, ông thì siêng. Mà cái ông lười á, thì ông lại khôn râm, cho nên ông hay mượn bông cúng Phật lắm. Quý vị hiểu cái mượn bông cúng Phật không? Gọi là mượn hoa cúng Phật đó. Thí dụ như là cái ông kia, ông rót nước ra, ông để cái ông này, ông đi vô, ông phỏng làm gì, cái ông này phỏng tay trên bưng nước tới. Dạ con mời thầy dùng nước, con nấu cực lắm. Và ông ở trước, ông ra, ông thưa ông nấu cực rồi. Ông ở đằng sau thì ông ra, ông thấy sư đệ mình hay sư huynh mình bưng ly nước rồi, thì ông nghĩ là được rồi, thôi bưng giùm. Nhưng mà ông đâu có biết là ông này ra đằng trước còn thêm một hai câu nữa. Thầy uống cái này là tốt lắm, con cực khổ lắm á. Nhưng mà cái công này là ông ghê trời. Mà cái ông mà siêng đó, ông hay bị cái ông thường thường ở đời nó khổ lắm. Cái người mà người ta, cái người vậy nó phải có tính toán, nó phải có hơi mưu mô một chút để mà nó kiếm cái lợi, từ cái danh cho tới cái lợi. Mà thỉnh thoảng Ngài Ca Diếp phát hiện điều đó thì Ngài dạy. Mà khi mà Ngài dạy á, thì Ngài lại chuốc một cái gọi là gì, giáo đa thành oán, dạy nhiều mắc oán. Nhưng mà rồi khi mà Ngài dạy á, đối với thầy thì cái ông mà lười đó, ổng lại phiền thầy, ổng không thích thầy vì thầy cứ lải nhải nói hoài mấy cái chuyện đó. Rồi ổng lại càng bực tức cái ông kia, ổng nghi sao, chắc nó mét cái gì tôi. Thường thường cái người này là cái đầu họ nó ghê lắm. Vừa nghi ngờ vừa đủ kiểu hết. Cho đến một hôm đó, nó chịu không nổi được những cái phiền não bực tức, nó đốt cái am của ông thầy luôn. Quý vị thấy dễ sợ, nó đốt. Nhưng mà Ngài Ca Diếp thì Ngài tu mà. Bây giờ đó, người ta nói thì sao, coi như là đệ tử mà nó không có ngoan hiền thì mình đành chịu thôi. Ngài đâu có dám mép Phật đâu. Nhưng mà ở đời đó, tiếng xấu thì nó đồn xa, chứ tiếng tốt ít đồn lắm. Cho nên chuyện này đồn tới Phật. Đồn tới Phật, Phật mới kêu mấy vị đó tới, Phật dạy. Và đây chính là câu kinh Pháp Cú mà Đức Phật đã dạy do cái trường hợp này. Tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không làm bạn kẻ ngu. Cái này mình đọc mà mình không có giải thích thì mình dễ hiểu lầm lắm đó. Nói Phật mà còn dạy đi tìm bạn nào mà bằng mình hơn mình nữa. Dạ thưa, chữ bằng và hơn ở đây đó, nó không phải hơn ở vật chất, nó không phải hơn ở sắc đẹp, nó không phải hơn ở quyền lực, nó không phải hơn ở những cái đó, mà nó hơn ở cái cách sống.
Nó hơn cái như thí dụ bây giờ mình á, thường xuyên là sống cái kiểu là đi cửa sau. Nhưng mà nếu như mình một cái người bạn nào mà họ sống ngay thẳng chân chất như vậy đó, họ hơn mình rồi. Mặc dù họ thua mình đó, nhưng mà chính cái thua đó họ lại hơn mình. Họ hơn ở cái chỗ đạo đức thật thà. Có một ông thầy, thì hai người đệ tử lên xin lỗi, có một cái chỗ đó người ta mở một cái chương trình đi đi thu nhận nhân viên. Thì có mấy đứa nó vô nó xin, thì ông mà chủ đó, ổng lại quan trọng vấn đề nhân đạo, cái nhân đức của cái người làm chứ không phải tài năng. Thì ông mới đưa ra hai cái hộp đậu. Ông đưa những hạt đậu một loại á, thì ông mới nói với hai cái người nhân viên kia là hai con hãy mang cái hạt đậu này về trồng. Nếu như mà 2 tuần lễ sau hay 3 tuần sau mà người nào có cái thành quả đó thì tôi sẽ mướn người đó. Thì cái người thứ nhất nó chạy lên sau 3 tuần, nó mới nói dạ thưa ông, hôm trước ông đưa cho tôi một cái hạt đậu đó, con trồng nó lên mầm, khoe với ông. Thì đứa thứ hai á, nó mới cầm cái hũ lên, nó nói dạ thưa ông, con rất xin lỗi ông, con không có thành công trong việc trồng cái hạt đậu ông đưa, vì con trồng nó không có mọc cây. Cuối cùng ông chủ mướn cái anh mà trồng cái hạt đậu không có lên đó. Biết tại sao không? Ông đã nướng cái hạt đậu đó rồi. Thì một cái hạt đậu mà đã nướng thì làm gì mà có cái chuyện mọc cây. Mà cái thằng kia nó giả bộ, nó gian dối, nó đi kiếm một cái hạt đậu khác, nó mọc lên để thành cây, để nó vô, nó nghĩ rằng là nó sẽ được việc. Nhưng mà không ngờ cái ông chủ đó, ổng muốn tìm cái người nhân, cái lòng nhân, cái chân thật. Mà cái kẻ chân thật thì nó làm sao? Nó thật sự nó trồng không lên, nó không lên. Còn cái anh chàng kia về, trồng thấy quả bồ không kham rồi, kiếm hạt đậu khác trồng, mong có cái job. Cũng cái trong một cái công ty, thì cũng là những người nhân viên đi lên lầu để mà phỏng vấn xin việc. Thì khi mà bước vô đó, thì cái ông chủ ở trong đó đó, ông thấy bao nhiêu người đi lên để mà phỏng vấn xin việc. Thì trong đó có một người lượm một miếng rác bên cái cầu thang để vào cái thùng rác. Khi phỏng vấn thì ông này chỉ hỏi sơ sơ xong rồi quyết định chọn cái người mà bỏ miếng rác đó. Thì mấy người kia hỏi, ủa trong khi phỏng vấn thì tôi thấy có nhiều đứa nó hơn cái đứa này, mà sao ông lại chọn nó? Ông này mới nói mặc dù cái đứa này á, nó có những cái điểm mà nó không giỏi bằng những người kia, nhưng mà tôi thấy được ở đứa này nó có lòng. Nó đi vô trong này nó xin việc là nó chưa có dính dáng gì, nó chưa phải là một cái gì của cái công ty này. Vậy mà nó thấy rác bên đường, bên cái thang là nó cầm nó bỏ không đây. Mà trong khi đó mấy đứa kia vô là đi khơi khơi mặc kệ. Thì tôi không biết nó giỏi thì sao, nhưng mà tôi thấy được cái tâm nó sống mà nó biết lân mẫn, nó biết nhìn. Cho nên nhiều khi con cái trong nhà của mình, nó có thể nó không khôn ranh như người ta, nhưng mà nó sống nó có tình, có nghĩa. Nó sống nó có biết trước, biết sau. Mình nên chọn cái đứa đó. Chọn đây không có nghĩa là mình ghét cái đứa kia nha, nhưng ý đó là mình đừng có vì cái chuyện đó mà mình nói mày lúc nào cũng thua anh, mày phải khôn lên. Thấy anh mày không, đưa một mà lấy về 10 đó, thấy không? Nguy hiểm lắm à. Cho nên á, mấy thầy mấy cô đệ tử cũng vậy. Thóc Hòa thà là mấy thầy cứ hiền lành, sống đơn giản vậy đi. Còn kiểu mà ranh mãnh quá không thích. Cho nên thường thường nó khôn, khôn ranh này khôn ngoan. Khôn ranh thì mình ớn hơn. Cho nên á, người xưa người ta hay dùng cái từ là coi mắt á. Coi mắt cũng là coi tướng chứ gì đâu. Mà coi tướng đâu cần phải biết làm thầy bói, chỉ cần kinh nghiệm sống thôi. Cái người đó họ cái cách nó chào mình, nó cái cách nó nói chuyện với mình, nó thể hiện một cái gì
tốt không tốt gì, nó đều bộc lộ ra. Cho nên tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Nghĩa là cái tướng đó xấu dở nó từ cái tâm nó sanh, mà khi nó tu nó chuyển hóa rồi, nó cũng từ cái tâm đó mà nó diệt. Vì vậy cho nên ở đây đại chúng đừng lầm là Phật biểu là mình phải đi tìm những cái người hơn mình cái gì. Không phải đâu. Nếu không tìm được bạn bằng mình hay hơn, thí dụ bây giờ mình là một cái người thiện, mà một người thiện không bằng mình hay hơn mình cái thiện, mà mình gặp một cái người mà họ sống mà họ khôn ranh mà lường gạt như vậy, làm sao mình gần gũi được. Cho nên Phật dạy không tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không làm bạn kẻ ngu. Mà chữ ngu ở đây á, nó có nghĩa là sống mà không có biết được, biết mình, biết người, biết lễ, biết kính, biết trên, biết dưới, mà chỉ biết mình thôi. Có nhiều khi sống trong một đoàn thể mà không quan tâm ai hết. Ai đói mặt, tới giờ tôi có tô cơm là tôi thích rồi. Còn cái chuyện mà tôi lên tôi cần gì tôi lấy đủ mình tôi thôi, và không có quan tâm. Nhiều khi trong cuộc sống lặt vặt nhỏ nhỏ mà mình phát hiện điều đó. Cho nên á, một cái người mà người ta là cái trái banh tròn, đá cái nó lăn được dài dạo. Còn cái trái banh vuông lật đâu nằm đó, lật đâu nằm đó. Biểu ba bốn người ngồi đây mà biểu vô lấy cái chén con, lấy đúng một cái. Cái trái banh tròn nó nhìn ba bốn người ngồi đây. Và thậm chí cái người mình sống cũng vậy. Thí dụ tới trong một cái bữa mình đi đâu cũng vậy, mình mua ít mình ăn nhưng mình phải mua dư chút, mời người này kia ra nguyên đám đông, tự nhiên mình ngồi mình lột mình ăn chứ. Hỏi coi được không? Dạ được chứ. Tôi thấy được mà. Thật ra đâu có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà từ đó người ta nhận diện. Mà nếu mà cha mẹ mà biết con mình vậy, nó trời con khờ quá, sống vậy sao có bạn con. Hồi nhỏ mấy thầy mấy chú đi học Pháp Hòa cho tiền. Hả? Không, con không cần tiền. Thầy đâu phải cho con tiền. Nhưng mà tại vì thầy nghe con hay kể, bữa nay con được đi ăn kem, thầy mới hỏi chứ kem đâu con ăn. Nói dạ bạn con mua cho con. Thế là mấy bữa sau Pháp Hòa cho tiền và nói á, mình sống không thể nào chỉ ăn của người ta mà không đãi người ta. Cho nên con phải đi mua cái món khác con đãi bạn bè. Sống vậy mới có bạn chứ. Cho nên ngay từ nhỏ là Pháp Hòa đã dạy mấy thầy mấy chú như vậy. Thí dụ người ta kính mình là ông thầy, một chú tiểu người ta cho mình, nhưng mình cũng phải biết điều. Người ta đãi mình 10 lần ít nhất cũng 1 lần chứ, sống mà không biết gì hết. Biết cái gì biết không? Biết ăn. Còn hoài không biết chia sẻ gì hết, không được. Cái đó là dại, là ngu. Chữ ngu đây là gì? Không thấy được cái cách sống, không thấy được đạo lý. Chứ không phải học dở hơn ta mà mình không chơi, không phải. Có thể nó học dở ở chữ nghĩa nhưng mà nó hơn mình ở cái đạo. Ở chùa mình hồi đó có sư cô Pháp Tịnh. Ở đây không biết có ai nhớ sư cô Pháp Tịnh không? Thưa đại chúng, là cô Pháp Tịnh đó, nếu mà nói trong mấy sư cô mà hàng đệ tử của thầy viện chủ thì cô Pháp Tịnh là người bình dân nhất. Cô ít học, theo lời cô tâm sự, vì cha mẹ mất từ nhỏ rồi cô phải gánh đàn em, rồi cô phải đi bươn chải, cho nên sự học của cô rất ít. Mà cô biết chữ là nhờ đâu? Đi mua dần dần con gà đó. Quý vị nhớ ở Việt Nam mình có cúng vần con gà không? Quyền ồi. Cô học vậy đó. Nhưng mà sống ai cũng thương. Sống ai cũng thương. Thương cho tới già chín mấy tuổi lẫn mà người ta vẫn thương. Tại vì cổ lẫn rất dễ thương. Này bữa nay có đạo hữu ở Rizana lên, mấy đứa nhỏ nó gọi lên, nói cô còn nhớ con không? Mày làm như tao khùng vậy, tao không biết mày là ai. Vậy con tên gì? Mày nói đi rồi tao nói lại. Quý vị thấy cô lẫn không? Lẫn mà dễ thương vậy đó. Cho nên thưa đại chúng, trong kinh hay dùng cái chữ, thỉnh thoảng quý vị nghe chữ ngu thì mình đã hiểu lầm là Phật chê mình dở. Không phải. Ngu đây là gì? Sống không thấy đạo lý, sống mà quên cái chân tâm, quên cái chân lý, không thấy lẽ thật. Cái lẽ thật ở đời không phải vật chất mà cái tình cảm. Cái tình cảm, cho nên trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không.
cuộc đời sắc sắc không không chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Cái tấm lòng của với nhau, đối với nhau những ngày cuối đó nó mới quý. Còn vật chất của cải nó là tạm thời. Pháp Hòa hay thưa là đời này, cuộc đời này là cõi tạm, thì tất cả những gì nó thuộc về đời này là tạm hết. Danh cũng tạm, lợi cũng tạm, tất cả đều tạm hết. Đã là tạm hết thì có gì vĩnh viễn mà mình nhận đó đâu. Chỉ có một cái điều thôi, đó là tấm lòng mình sống với nhau. Mà sống được như vậy thì mới xứng đáng là một người con Phật. Mặc dù mình chưa phải là người hoàn hảo, nhưng ít nhất mình cũng là một người tốt. Hồi Pháp Hòa hay dạy mấy thầy nhỏ, mình try to be good, rồi từ good mình mới better, từ better mình the best. Nhưng mà mình có thể chưa perfect, mình chưa phải là perfect, nhưng mà at least mình try the best và mình sống better. Còn không là good, chứ còn không thể là worse, bad. Cho nên vô thường nó cũng có, chuyển hóa là vậy, tu là chuyển là vậy, chuyển từ good đến better, từ better đến best. Mà nếu mình có dở đi nữa cũng không sao, chỉ cần mình có try, có cố gắng. Cho nên thường Pháp Hòa nói, cái người dở cũng không hẳn dở, nhưng mà nếu họ có cố gắng thì mình vẫn trân quý cái đó, vì mình thấy được cái nỗ lực của họ. Chứ còn hơn là chưa thử mà đã nói thôi tôi không làm được đâu, không được. Mình thử mới biết phải không? Trường đồ tri mã lực, cụ xứ thức nhân tâm. Đi đường xa mới biết ngựa sức của con ngựa, sống lâu ngày mới biết tâm tính của mọi người, cái lực của mọi người. Trường đồ tri mã lực, cụ xứ thức nhân tâm. Sống lâu hiểu lòng người, đi lâu biết sức ngựa. Thôi thì hôm nay chúng ta học Kinh Pháp Cú Phẩm Ngu câu thứ 60. Đức Phật dạy tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không làm bạn kẻ ngu. Thì Pháp Hòa giải thích cái câu dễ thì bị hiểu lầm là không phải là Phật biểu là mình đi tìm đẹp hơn mình, giàu hơn mình, sang hơn mình, vân vân, không phải. Mà ở cái đạo đức, tại vì mình đã dở rồi, phải không? Hoặc là mình đã hơn họ ở mặt tiền của, nhưng không biết cách sống, sống phung phí quá, người đó chịu điều chỉnh mình lại. Pháp Hòa gặp rất nhiều những cặp Phật tử mà đồng tu với nhau, vợ chồng cùng tu, hay lắm. Thì ông chồng mới nói, hồi xưa chưa có gia đình, chưa gặp bà xã, sống không được vậy đâu. Từ ngày con gặp bà xã con hướng dẫn cho con tu. Tu đây có nghĩa là mình chỉnh đốn mình lại đó. Rồi ngược lại cô vợ cũng nói vậy. Ở đây có một Phật tử mà Pháp Hòa thật là thương. Cô vợ bệnh, bệnh mà thích tu lắm, cho nên những ngày tu lên đây ngồi tu từ sáng tới tối. Con bữa nọ Hòa đi xuống lầu thấy ông ngồi dưới, ông cầm một cái chai nước yến, ông cầm ngồi ông chờ dưới. Hỏi, ủa chú đi đâu đây? Con sợ bà tu cả ngày mệt, cho nên con cầm chai nước này lên để đưa cho bà uống. Nói xong đem lên đây mà ông đưa nữa. Dạ sợ lên quấy rầy, không dám ngồi dưới này chờ suốt vậy. Trời ơi, kiếm được ông chồng mà yểm trợ cho vợ tu vậy đâu phải dễ phải không? Cô này tu đúng cách, tu đúng cách cho nên phước nó sanh. Cho nên mà mình á, đời này mà mình có được một người bạn mà cùng tu với mình, cùng hướng tâm với mình không phải dễ đâu. Có nhiều khi gọi là trống đánh xuôi càng thổi ngược nữa là khác à. Cho nên á, nếu ổng chưa đồng tu với mình nhưng mà ổng yểm trợ mình tu, mừng rồi đó. Cái đó cũng là một cái mừng rồi đó. Mặc dù chưa tu với mình nhưng mà mình tu không nói gì hết á, ổng yểm trợ cho mình tu. Mình phải biết cái đó là cái phước của mình, ráng tu nữa để mà được vậy, chứ còn bữa nào từ từ cũng tu theo. Mình gặp nhau cái I want to tell, to tell you. To tell you thì mình phải tu sao để người ta tu theo. Chúc đại chúng an lạc cuối tuần. Cho nên đi thiền hành thấy không? Người nào mà đi thiền hành mà đi chánh niệm coi, bước chân không có té. Đang niệm Phật vậy mà nghĩ một cái ý khác thôi, bước chân nó niễn liền. Để ý thử có bao giờ bị cái đó không? Cho nên người đang đi thiền hành vậy mà ngó xung quanh vậy mà thấy người nào mà cái bước chân như là muốn tệ là biết rồi đó, trong tâm họ đang nghĩ ra ngoài cái chuyện bước chân đó.
Còn người nào mà đi mà họ để ý tới từng bước chân của họ, đi bước nào vững bước đó. Hành như phụng, trụ như tùng, tọa như chung. Ngồi là phải ngồi vững như cái chuông. Như cái chuông á, mình để cái chuông á, cái chuông nó ngồi vững vậy đó. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà thường là cái đáy chuông nó tròn, phải không? Mà nó không có ấy thì cái mình để méo thì cái chuông thỉnh cái tiếng nó không phát hay. Cho nên ngồi là phải ngồi vững. Cho cái thế ngồi của người tu á, thường là phải ngồi thẳng lưng. Ngồi tụng kinh cũng thẳng lưng, ngồi ăn cơm cũng thẳng lưng. Nhất là ngồi thiền phải thẳng lưng. Tại sao? Tại vì thiền mà thẳng cái lưng thì hơi thở nó mới thông. Còn mình ngồi cong thì hơi thở nó bế, thở nó mệt. Rồi ví dụ mình ăn no xong mình làm gì? Ăn no mà ngồi vậy là mệt lắm, ngủ á. Ăn no ngồi thẳng. Trụ như tọa thì tọa như chung. Còn nếu mà ngọa đó thì ngọa như cung. Cung là gì? Là cái cung á, nó cong cong vậy nè. Thầy quên tên này. Cái cây đó để xài cho cái narrow, cái thầy quên tên đó, cái cây gì? Tự nhiên quên tiếng Anh cái cây cung kêu là gì rồi. Hả? Arrow hả? Cái cây đó cũng kêu arrow luôn hả? Ờ cái bow. À. Thì thầy arrow là cái cây mũi tên. Tại vì sao phải không? Cái dáng nằm mà mình hơi nghiêng nghiêng vậy nè, cong cong nghiêng nghiêng đó là dáng nằm cát tường. Cán nằm thiện lành, nằm ngửa, nằm sấp, nằm bên trái đều không tốt. Nằm ngửa là con gì nằm? Hả? Thường thường con vật nó nằm ngửa. Thấy không? Cái dáng nằm ngửa là thô, dáng nằm úp cũng thô. Dáng nằm bên trái thì dễ sanh mộng mị, dáng nằm phải là cát tường. Nói là nói vậy nhưng mà mình nằm hồi mình mỏi mình cũng có thể mình trở người, nhưng mà ý nó là mình thường nằm tay phải thì tốt hơn. Cho nên gọi là hành như phụng, trụ như tùng, tọa như chung, ngọa như cung, là đi như con phụng, đứng như cây tùng, phải không? Ngồi như cái chuông mà nằm như cây cung. Đó là oai nghi đó. Gọi cái đó người ta gọi là gì? Thiền tứ oai nghi. Có một quyển sách tên là Thiền tứ oai nghi. Tức là mình thiền như thế nào? Không phải chỉ có ngồi thiền, đi thiền, nằm thiền, đứng thiền. Mà chữ thiền đó là gì? Là mình ý thức. Chữ thiền là mình ý thức, mình attention, mình aware, mình realize. Thiền là mấy cái nghĩa đó đó. Rồi thiền là gì nữa? Mình thinking deeply cũng là thiền. Trước khi làm gì phải suy nghĩ. Chứ không phải cứ nhắm mắt nhắm mũi mà làm để nó hư chuyện. Ví dụ mình trước khi mình nấu ăn hỏi bao nhiêu người, rồi bao nhiêu người mình mới tính ra. Chứ đâu phải là mình kêu đi luộc bún đi mà không hỏi bao nhiêu người. Cứ đem ra, có khi thì luộc ít mà trong khi đó người đã đông. Có khi thì luộc quá nhiều trong khi người ta ít. Cho nên mình bất cứ lúc nào làm việc gì cũng phải biết coi mình sẽ làm cái gì. Cho nên có một bài kinh Phật nói phải không? Think before you do. Think while you do. Think after you did. Phải tư duy trước khi mình làm, trong khi mình làm và sau khi mình làm. Trong khi mình là trước khi mình làm là mình suy nghĩ cái thiệt hơn, cái lợi hại, cái nhân quả. Trong khi làm để mình tư duy quán chiếu cái đó, nó có thể update, có thể nó upgrade, có thể nó change, có thể nó fix, có thể mình make it better. Thấy không? Sau khi mình làm tại sao phải suy nghĩ? Để mình thấy được cái result, cái kết quả. Đó là lời Phật. Và người nào mà làm được như vậy, đó là tu thiền.
là người đó hiểu được giáo lý của Phật, hiểu được mục đích của đạo Phật. Mục đích của đạo Phật là để training một con người sống có chánh niệm, sống có ý thức. Ý thức đủ thứ hết, ý thức về cá nhân của mình, ý thức về công việc của mình, về ý thức những người xung quanh của mình, chứ không phải sống mà không biết ai hết, chỉ biết mình thôi. Thì sống như vậy là ích kỷ. Sống được phần mình thôi mà không bao giờ nghĩ tới phần người khác là ích kỷ. Cho nên trong những bài kệ này, việc làm của mình là bước chân đi, rồi sau đó nghĩ tới người khác là nên nguyện chúng sanh, đương nguyện chúng sanh đó, nhược cử ư túc, hay là ngủ nghỉ mới dậy, thùy miên thỉ ngộ, thì đương nguyện chúng sanh. Tôi vừa ngủ dậy, tôi cầu nguyện cho chúng sanh cũng đủ ý thức, giống như sự thức dậy sau một cái bữa tối ngủ mê. Ngủ là tượng trưng của mê, mà thức là tượng trưng của tỉnh. Người mê thì làm khổ bao nhiêu người, người tỉnh thì tự họ vui mà họ còn làm người khác an vui. Cho nên cái bước đi là một trong bốn cái oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Ở trong kinh kể có một lần Đức Phật đi tới cái vùng đó, xong rồi cái dấu chân của Ngài còn lưu lại. Thì có một cái gia đình đó, họ là những người mà họ hiểu đạo, mà họ hiểu biết, mà họ nhìn cái bước chân, họ lại kêu lại nói nhau: cái bước chân này phải là một con người đỉnh đạt, a special person. Cái người đó, thí dụ bây giờ mình không biết gì, không biết coi tướng coi bói gì, mình nhìn cái người đó ở nơi họ có toát ra một cái gì đó thảnh thơi, nó an lạc, nó hiền lành, nhất định là người đó phải có sự nội tâm tu tập. Còn có nhiều người mình nhìn thấy họ hung dữ, thấy họ khó chịu, thấy họ câu có. Tại vì sao? Tại nội tâm nó toát ra cái đó. Bước đi là một trong phép quay nghi. Thì vậy mình, khi mình bước đi là việc của mình, nhưng mình nghĩ tới những loài côn trùng dưới chân mình, cho nên mình khởi lên cái niệm lành, đó là lòng từ bi. Vì lòng từ bi cho nên mình mới không tổn thương họ, bất thương, hành bộ mà bất thương. Mỗi bước chân của mình không làm tổn thương đến loài khác. Ở đây muốn nói gì biết không? Every single action, mỗi cái việc làm của chúng ta, chứ bước chân chỉ là một cái example. Tại vì khi mình dỡ bước chân mình đi thì nói là bước chân, còn mình biết suy nghĩ sâu sắc thì gì? Mỗi bước chân sẽ đem về an lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi. Sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường hết khổ, đâu cần phải thuyết pháp. Cái cách mình sống thôi là mình đã chỉ cho người ta con đường hết khổ rồi. Người ta thấy: trời ơi, thầy tu, thầy có an lạc quá. Sư cô tu, sư cô có an lạc quá. Đại chúng ở đây tu có an lạc quá. Còn nếu mình tu sao, ta nói thôi thôi thôi, tôi gặp cái bà sư cô đó tôi ớn lắm. Thôi thôi, tôi gặp cái ông thầy đó tôi ngán lắm. Là mình biết là mình tu cỡ nào rồi đó. Mỗi bước chân sẽ đem về an lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi. Mình là một Phật tử thuần thành về chùa làm công quả làm sao mà ta nghe tới tên mình ta nói thôi thôi, anh nói chuyện với cô đó tôi sợ lắm. Tôi nói lạng quạng của vợ tôi, cô đó cô hay nạt nộ người ta lắm. Mỗi bước chân sẽ đem vạn lạc, mỗi nụ cười sẽ tỏa chiếu thảnh thơi. Sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường hết khổ, nguyện thấy được tịnh độ dưới mỗi bước chân mình. Mấy bài đó có thuộc không? Nguyện tiếp xúc bản môn trong mỗi khi hành xử, bước trên thật địa, thở giữa chân không. Cho nên mình đi là một cái hành tác, là để đại diện cho tất cả mọi cái việc khác của chúng ta. Ở trong kinh Địa Tạng nói không? Một giọt nước
một hạt bụi, nhớ không? Một giọt nước, một hạt bụi. Như vậy thì chúng ta đi là đem cái tâm nhân từ mà phát tâm hộ niệm chúng sanh. Loài nào mà có chân thì gọi là trùng, loài không chân gọi là trĩ. Trong những cái loài insects đó, nó có loài không có chân, nó có loài có chân. Đây là nương bài kệ trước mà nói, tức là cái bài kệ trước là bài bước xuống giường hạ đơn, còn bài kệ này là mình bước đi. Tại vì bước xuống giường rồi thì sau đó là phải làm gì? Phải bước đi. À, thì khi mình bước đi thì mình khởi tâm quán tưởng. Quán tưởng bài kệ là sao? Nhược cử ư túc. Nhược cử ư túc. Nếu dở bước chân lên, nên nguyện chúng sanh, gọi là đương nguyện chúng sanh. Làm gì nữa? Xuất sanh tử hải, ra khỏi cái biển sanh tử. Phải không? Xuất sanh tử hải là ra khỏi cái biển sanh tử. Còn nếu mình nói rõ theo tiếng Việt là ra khỏi của cái biển sống chết. Rồi gì nữa? Cụ chúng thiện pháp, đầy đủ các cái pháp lành. Pháp lành là thiện pháp hoặc là pháp thiện, nói cách nào cũng được. Câu thần chú là án địa lỵ nhật lỵ tóa hà. Bài đó là nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sanh, xuất sanh tử hải, cụ chúng thiện pháp. Nếu dở bước chân, cầu cho chúng sanh ra khỏi biển sống chết, đầy đủ các pháp lành. Câu thần chú là chữ án, là hôm mấy ngày nay mình nói rồi, án là cái lệnh, cái lực ha. Và cái câu địa lợi là địa lỵ là gì? Là an định, là dũng mãnh, là dũng kiện, là quyết định. Cái chữ án, chữ địa lỵ thôi đó. Bây giờ mình dịch đơn giản một chữ là địa lỵ là gì? Địa lỵ là quyết tâm, là kiên trì. You make your strong, your profound decision. Và cái chữ nhật lệ là gì? Là tiêu hóa, là biến hóa. Chữ tóa ha nghĩa là thành tựu. Ở ngoài đời người ta hay dùng cái bước chân để biểu tượng cho một sự việc mà người đó muốn làm. Thí dụ như là người đó đi chiến chinh, thì ở ngày mai cất bước lên đường tòng quân diệt giặc, phải không? Bước chân đó là đi theo cái nghiệp binh lính. Rồi cô kia lớn lên làm gì? Thì mình nói sao? Cô đó đã bước lên xe hoa, tức là gì? Get married, phải không? Rồi lớn lên mình ra đường mình làm ăn, thì nói sao? Ồ, người đó đã bước ra đời để làm việc, để tìm cái mưu sinh, nuôi sống gia đình. Mình là người tu thì nói sao? Ồ, người đó đã bước ra khỏi hồng trần để đặt chân vào cửa đạo. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây không có ai mà chưa từng cất một cái bước, phải không? We all make a step already. Nhưng mà cái bước chân của mình có kiên trì chưa? Cái bước chân của mình đã quyết định chưa? Cho nên câu thần chú địa lỵ nhật lỵ,
là gì? Kiên trì, dũng mãnh, kiên quyết. Tất cả những cái gì nó thuộc về mạnh dạng đó, strong đó, là cái chữ của chữ địa lỵ. Mà cái bước chân đó đó, nó phải làm sao cho nó, cái bước chân nó làm được lợi ích, biến hóa, để nó thành tựu. Vậy thì nói mật là thần chú đó. Thần chú nghĩa là mật, là secret. Nhưng mà có gì secret không? Không. Giảng ra rồi thì ô, nó là câu nghĩa vậy đó. Lấy cái bước chân để biểu tượng, lấy bước chân để biểu tượng chúng ta bước vào. Mà không có bước chân nào chúng ta bước mà nếu chúng ta không có chánh niệm thì cái bước chân đó có thể té. Đó, bây giờ đi xuống thang lầu coi, lỡ hụt một bước thôi nhào té liền. Đi ra ngoài tuyết á, lỡ trợt chân một bước thôi té gãy tay liền. Vậy thì chúng ta phải chánh niệm cho mỗi bước chân của mình. Vậy thì đâu có gì đâu mà gọi là gì đó chuyện không cần thiết. Mình mà bước không, mình bước mỗi một cái bước mình bước. Thậm chí này là tiếng Việt nha. Ví dụ cái cô đó, cái ông đó đám cưới xong rồi, một là chồng chết, vợ chết, hoặc là ly dị. Họ ở vậy thì thôi, kêu là widow hay là single. Nhưng mà họ mà tái đám cưới lại đó, mình kêu lại gì biết không? Tiếng Việt gọi là, nói gọn chút nữa, họ đã bước thêm bước nữa rồi. He make another step. Hồi lúc mà mới lớn lên á, thì lại make một cái step là get married. Nhưng mà có thể là do một cái mistake. Họ bước xong rồi, họ thấy cái bước đó nó trật, cho nên họ rút lui. Rồi bây giờ họ find another person, tìm được một người nữa rồi, cho nên họ làm gì? Bước thêm bước nữa. Tiếng Việt nói vậy đó. Nói vậy là mình hiểu người ta làm cái gì. Người Việt không có, đôi lúc còn không có cần phải nói cô đó đám cưới lại, lấy chồng mới, không cần. Nói một tiếng thôi, ôi cô đó cũng bước thêm bước nữa rồi. Ông đó bước thêm bước nữa rồi. Chứ cái chữ bước ở đây là mình muốn nói đó. Cho nên hôm trước Pháp Hòa thầy đã nói ha, mình học cái này, lấy bài kệ này để đem ra thành bài kệ thôi, nhưng mà mình moi ra trong này, ở trong này nó bao nhiêu những cái ý tứ từ cái sự thực tập trong đời sống của chúng ta. Cho mình đi đâu mà mình biết nó là ban ngày thì thôi, thấy rõ đường rồi đi. Hễ chỗ nào mà tối thì phải làm sao? Bước phải cẩn thận. Có phải không? Thậm chí lái xe nè. Đây lên Tây Thiên là biết đường ban ngày thôi, chạy vù vù. Nhưng mà hễ mà lên tới gần highway 44 mà mình đoán là sắp tới là phải để ý nha. Miss cái đó, tại đoán đêm đâu có đèn. Thì phải để ý. Attention. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đều đặt một bước chân của mình để đi hết. Đức Phật của mình lúc mới sinh ra có bước không? Bước không? Không bước sao tới. Nhưng mà nhớ nha, tất cả sự thành tựu của chúng ta đều nhờ từ một bước đầu. All your successful based on your first step. Hay vô cùng. Có một cái chú đó, chú đi với thầy chú á, đi riết chú mỏi chân quá, chú đòi về chú không muốn đi nữa. Ông thầy cho chú nghỉ ngơi xong rồi ông thầy nói, bây giờ con khỏe chưa? Bây giờ khỏe rồi. Bây giờ con có thể đi với thầy mỗi ngày một bước không? Trời, chuyện dễ. Tưởng thầy biểu con ngày mấy chục bước chứ, ngàn bước dễ thôi. Rồi,
Bây giờ con bước một bước đi này cho thầy coi. Đi được một bước. Đi được một bước xong thầy nói đi được nữa không? Được, làm bước nữa. Thôi bữa nay đi 10 bước nha, nghỉ. Mai khỏe đi 10 bước nữa. Tới hồi ông tới chỗ rồi, ông thầy nói một câu thôi: muôn việc nhờ một bước. Mình không bước đâu có tới. Ví dụ bây giờ con mình lên Tây Thiên rồi, có những cái con đường sình, mình không có chịu bước thì nó không qua. Bước phải kiếm cái đường cách nào đó để bước qua thì nó mới tới. Cho nên thật sự cái người tu của chúng ta cũng y chang như là những người thế gian. Cho nên đừng có nghĩ tới cái chuyện ồ thôi chán trong này quá đi kiếm cái ngoài kia. Ngoài kia nhiều khi ta bước còn lòi lõm hơn mình nữa. Cho nên ai trong đời sống này khi lớn lên rồi, mở mắt chào đời rồi, cũng phải bước. Con nít đó phải tập cho nó đi, tập cho nó nói. Mà không có ai cha mẹ nào mà dạy đứa con nít mà vừa biết nói chửi bậy hết á. Cha mẹ nào cũng dạy cho nó nói những câu rất là lành: mẹ, ba, cảm ơn. Chứ không có ai mà dạy con mình chửi bậy, chửi thề trong khi nó mới tập nói á. Và cũng chẳng ai mà dạy con mình bước đi mà để cho tới té hết. Ai cũng đều dắt dìu con mình. Thì cái sự kiện Thái tử Sĩ Đạt Ta sinh ra đời, bước đi, mình cũng có thể tư duy quán chiếu thành một đề tài thiền quán. Sự thật thì dĩ nhiên sự thật là Thái tử đâu có sanh ra mà đi như vậy. Nếu mà đi như vậy Phật đâu phải là người thường, phải không? Cái đó là một biểu tượng. Mỗi một bước chân của Đức Phật nở một cái hoa sen, biểu tượng rằng gì? Nếu chúng ta bước đi chánh niệm thì bước nào cũng có thể là bước an vui. Hình như có bài hát đó: tôi đi từng bước nhẹ nhàng, lòng không vương vấn như làn mây bay. Lòng mà không vương vấn thì như làn mây bay. Rồi đó là bài kệ ha. Dở bước chân đi, nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh, nguyện cho chúng sanh. Cái bước chân này đi đâu? Không phải đi vào cái khổ đau mà xuất sanh tử hải. Bây giờ bắt đầu mới giải thích chữ dở bước chân nè. Dở chân là cái uy nghi của người đi, nghĩa là người làm đạo đi đứng ngồi nằm thường phải điều nhiếp cái tâm, điều phục, adjust, bring your mind to your step, gọi là nhiếp tâm. Làm việc gì phải nhiếp tâm? Làm mà không nhiếp tâm nó đổ, nó rớt tùm lum mà. Bây giờ con chỉ cần mà con múc một cái muỗng đường con để qua đây mà con không nhiếp tâm nó cũng đổ nữa. Chuyện đơn giản vậy đó. Nhiều khi mình lấy thức ăn thôi à, mà thờ ở lấy xong rồi nó rớt, nó đổ tháo vậy đó. Tại sao? Tại vì trong khi mình lấy mình không có nhiếp tâm, mình không có mặt trong cái giây phút đó. Cho nên đi đứng ngồi nằm thường phải nhiếp tâm, chẳng cho một mảy may sai lọt, tức là not even a tiny. Cho nên phàm toan dở bước chân, trước phải đem cái tâm trì cái chú này: bring your mind to your step and cultivate your mind to recite this gatha, this verse. Thời tâm chẳng rong ruổi, niệm chẳng luống qua,
phép lành tự đủ. Chỉ cần đọc bài kệ này thôi, rồi cái bước chân mình đi cho thanh thản thôi, thì tất cả những cái pháp lành đã có mặt ở đó. Tất cả những cái Dharma, Phật Pháp nó đã có ở đó. Ông Đức Vua Trần Nhân Tông á, trong một cái bài thơ dài của Ngài, trong đó có hai câu: miễn được lòng rỗi, nào dùng pháp khác. As long as you can free your mind, you don't need to talk about any kind of practice. Tại sao? Tại vì ngay cái đó là đã practice rồi. Hay nói một cách khác là cái tâm mình nó rỗng rỗi rồi đó, thì có cái gì nó phiền não nữa đâu, mà có pháp gì nó sanh. Cho nên người ta nói vậy nè, ví dụ nói là đạo Phật là đạo vô ngã, nó có pháp nào diệt ngã không? đã không có ngã thì lấy gì có pháp để diệt ngã? Ngã không có thì lấy gì có pháp để diệt ngã? Cũng như cái bàn nó đã sạch thì mắt chi phải chùi, đúng không? If your mind is calm, không cần phải nói gì nữa hết. That's it. Cho nên sư ông hay ghi câu this is it. Tại vì sao? Tại vì nói như vậy đó, khi mà mình cái tâm mình nó không bị dính mắc thì chẳng cần phải nói gì nữa hết. Hôm mình học giới nhớ không? Định cộng giới, đạo cộng giới. When you have enough calmness of concentration, you never break any rule. Then why you need to talk any rule? Không có lo gì để nói, không có cái rule gì để nói. Tại vì mình luôn sống trong định thì chẳng có bao giờ là phạm giới, thì chẳng cần phải nói giới. Chẳng cần nói giới mà thật sự là rất là giữ giới. Đó, bây giờ quý thầy sống trong đạo đi. Quý thầy cứ lo tu tập đi. Em nuôi, thầy nuôi, mấy con cứ sống trong đạo đi. Thầy đi làm thầy nuôi cũng được, miễn sao cứ yên tâm chuyện đó, bảo đảm an toàn. Mình không có ra ngoài thì không bao giờ sợ bị COVID. Mà COVID đó có ngày nó hết, chứ còn cô nương là khó hết lắm. Miễn được lòng rỗi, nào cần các pháp, hay là nào dùng các pháp. Once you can calm your mind, không có pháp nào có thể nói được. Cho nên cái bước chân của mình nó quan trọng lắm. Đi xuống, đi lên cầu thang, người ta nghe mình đi rầm rầm là người ta biết rồi, người này lòng nặng trĩu lắm. Không phải cái body nó nặng không, mà cái tâm nó cũng nặng theo. Đóng cái cửa ngàn lần không bao giờ mà nghe được một cái tiếng đóng cửa cho nó nhẹ nhàng. Mình đẩy cái cửa ra thì nhớ lấy cái tay mình cầm cái cửa, mình nương vô cái cửa để nó đóng vô, rồi mình đẩy nó vô. Nó vừa chặt cái cửa mà nó không gây tiếng ồn, mà nó bảo vệ được cái structure của chùa. Có bữa thầy ngồi ở trên này mà vừa có người đẩy cái cửa ra rồi bỏ đi vậy đó, cái cửa nó hút vô, nó làm cái râm là ở trên này nó shake á. Không biết ai có cái kinh nghiệm đó, cho thầy ngồi ở đây shake á. Nhất là cái cửa ra vô bên này. Còn cái cửa chánh điện cũng vậy, mở ra bước vô, không có lấy cái tay nương cái cửa, làm đi vô băng. Nó kêu cái băng thôi, nhưng mà bình thường đâu có nghe. Người im lặng mới ngồi nghe. Vô phòng cũng vậy, khi mình đóng cái cửa, mình mận hết cái, vặn cái chốt nó vô để làm chi,
để mình đóng cái cửa nó nhẹ rồi mình thả cái chốt nó ra. Vô cửa, vô phòng xong đẩy cái rầm thì nó cái cửa nó phải vô thôi. Khi nào mình mở cửa sổ là gió nó lòn vô, là nó có cái sức ép, nó sức mạnh nó đẩy cửa. Cho nên khi nào mà nghe cửa này mà cái rầm á là tại vì gió nó đẩy. Chứ bao giờ quý vị thấy thầy đi vô phòng mà thầy đóng cửa kiểu đó không? Mà nhiều khi mình thấy mấy vị đó đứng là thầy cố tình thầy đóng cho nghe cho coi đó, mà hình như không có, không có nghe, không có thấu gì hết trơn. Đi ra cửa nào là nghe ồn cửa đó. Cho nên lên hay xuống cầu thang bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Lên hay xuống cầu thang bước đi thường nhẹ nhàng, hay là ra hay vào cái phòng mình đó, ra hay vào cái phòng, đi như thế nào để mà cái kiến đó còn nghe tiếng dép lết là biết lòng lê thê. Cái tâm nó còn lê thê lắm, tu nó không có dứt khoát cái gì hết. Đi vỡ cái bước chân lên, có mắc cái chi mà phải lết chiếc dép. Ở Việt Nam nó có nhiều cái từ để nó diễn tả lết dép, lê thê, ngồi lê đôi mắt. Lên hay xuống cầu thang bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng dép lết là biết lòng chưa an. Còn nếu mà mình đi mà lộp cộp thì còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Tại sao? Tất cả cái thứ nó đều biểu tượng từ cái tâm mình hết. Úp cái chén nước nôi vậy mà cũng để vô được trong cái chén thì không biết làm sao nói. Cái đó thấy mà không biết. Còn nếu mà biết mà chẳng chừa đó thì là không còn, là còn tệ dữ nữa. Biết ước mà vẫn cố tình đem vô thì cái đó gọi là biết mà cố phạm. Cho nên mấy thầy ghi cái chỗ này, chúng ta đang là Bồ Tát nhân, còn các vị mà ngồi trên bàn thờ cho mình lại đó là Bồ Tát quả. Nghĩa là chúng ta đang học cái nhân của Bồ Tát. Còn các vị kia người ta tu người ta thành rồi thì người ta là Bồ Tát quả, còn mình là Bồ Tát nhân. Mình đang gieo cái nhân của Bồ Tát. Mà Bồ Tát là người sao? Hữu tình giác, giác hữu tình. Bồ Tát là một người giác ngộ, gọi là hữu tình giác, và đem cái giác ngộ đó giác cho mọi người khác, gọi là giác hữu tình. The being who awakes, the being that awakes others, that's mean Bodhisattva. Hữu tình giác là một con người giác ngộ, a being awakes, hay là awake. Còn giác hữu tình là mình đem cái giác ngộ đó mình giác ngộ lại cho người khác. Cũng giống như mình nói vậy nè, bác sĩ là gì? Là một người bình thường học thành bác sĩ, đem cái học của mình giúp đỡ lại cho người thường là bác sĩ. Không có ông bác sĩ nào mà học xong rồi không làm việc hết á. Ông bác sĩ nào lý do chọn làm học bác sĩ là gì? Muốn làm cái nghề y, muốn cứu giúp cho người khác khi họ bệnh tật. Đó là tâm nguyện của bác sĩ. Chứ đi học nghề đó hỏi học chi vậy? Ôi học chơi cho vui vậy thôi. Thì cái tâm nguyện của chúng ta cũng vậy. Mình bước vào cái bước chân này để đi đâu và làm gì? Cho quý thầy, quý cô, mấy ngày nay tất cả chúng ta nỗ lực, chúng ta làm những gì chúng ta làm đó, step by step, mình learning, mình học, mình làm.
từ một cái dở mình làm cho cái convenient, từ một cái bình thường, một cái normal mình làm cho nó good, từ cái good mình làm cho nó better, từ cái better mình làm cho nó best. Đó là những cái bước chúng ta làm. Và chúng ta đều là những người bước như thế cả. Mình tu cũng phải học tu từng bước, đốn ngộ mà tiệm tu. You can realize you can awake quickly, but once you bring into the practice, you practice step by step. Đốn ngộ mà tiệm tu, ngộ thì giác ngộ tức khắc liền đó, nhưng mà tiệm tu là phải tu từ từ. Tu từ cái thấp lên tới cái cao. Tu từ những cái nhỏ cho tới cái lớn. Thì cái nhỏ nhất của chúng ta đang làm đây là gì? Đó là cái bước chân của chúng ta. Đó là cái hành tác của chúng ta. Cái mở cửa, cái đóng cửa, cái lau chén, cái úp chén. Mở cái tủ chén, cái tủ muỗng ra. Người ta để cái chén, cái chỗ đó là cái muỗng ăn, mà tại sao mình lại để cái giá múc vô đó? Ôi không sao đâu, miễn đóng lại. Nếu mà như vậy thì cuộc đời mình còn gì nữa đâu nói. Rồi thí dụ bây giờ người ta, xin lỗi, người ta lấy cái quần, người ta chồng lên cái người, người ta nói này cái áo chịu không? Quần phải mặc dưới, áo phải mặc trên. Đó là luật. Còn nếu mà lấy cái quần mặc trên, lấy áo mặc dưới, ta nói ông này chắc bị something wrong. Không thể làm ngược được. Cho nên Đức Phật mình cũng vậy. Ngài có thể thấu hiểu hết á, nhưng mà Ngài không thể nào làm việc đó nếu mà người ta chưa có vi phạm. Phải không? Ngài biết nè, rượu là cái nhân gây tội nha, mà Ngài không cấm. Tại vì thời đó người ta vẫn uống rượu. Cho đến khi có một thầy, nhớ không? Thầy đi rồi người ta cho thầy uống rượu, thầy say, thầy nằm ngã nghiêng đó. Rồi các vị mới mét Phật đó. Phật mới kêu lại, Phật nói, đấy, các thầy thấy chưa? Rượu không phải là cái tội, nhưng mà nó là cái nhân gây các tội. Cho nên các thầy nên tránh đi, đừng có uống rượu. Mà người nào uống rượu vô rồi có ai tỉnh không? Uống rượu rồi là say, say là mê. Mình đang, cái trí mình nó đang tỉnh vậy, nó tự nhiên kiếm cái chất vô để cho nó mê chơi vậy. Rồi sao? Rồi tiểu tiêu ói mửa, sống không có một cái chút gì. Rồi tới hồi ngày mai dậy cái mắc cỡ muốn chết. Chứ một cái một lần uống rượu mà nó say thôi là bao nhiêu cái nó đổ ra. Mất cái tư cách, cái oai nghi của mình. Nhưng mà lúc chưa nói đâu có được. Rồi các để cho các ông uống đi rồi mấy ông biết. Cho nên là mấy thầy nhớ bên Ấn Độ là cái bốn cái giới đó, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, đó là nó đã sẵn có. Nó đã sẵn có chứ Phật không có chế cái đó. Nó là cái quy luật của các vị tu đạo thời đó. Phật thấy cái đó nó hợp tình hợp lý, Phật dạy để cho nó, thứ nhất là mình đồng hòa đồng với các tôn giáo thời đó. Và đồng thời nó là gì? Nó là già tội hay tánh tội? Nó là tánh giới hay là già giới? Nó là tánh giới. Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh là tánh giới. Còn uống rượu là già giới. Cái giới để phòng ngừa bốn cái trên. Nhưng mà Đức Phật không nói cái đó, thì Phật nói cái già mình đâu có nghe. Cho nên có những cái mình thấy trời ơi sao mà nó vô lý dữ vậy, nhưng không, nó là già giới đó. Kinh hành và ngồi nằm thường ở nơi thời tâm chẳng rong ruổi, niệm chẳng luống động, phép lành tự đủ, đạo nghiệp tự nên. Chỉ cần mình như vậy thôi thì đạo nghiệp mình nó tự thành. Mỗi người chúng ta có một cái nghiệp, sự nghiệp của mình, the career. Cái nghiệp này không phải karma nha, sự nghiệp là cái success của mình, cái career của mình. Ví dụ mình học kỹ sư
thì mình career của mình là một kỹ sư, mình học nha sĩ, nói chung là người nào cũng có một cái career hết. Vậy thì cái career của đạo, của một người tu chúng ta là gì? Đó là trí tuệ từ bi. Lúc nào mình sống mà mình biết là mình có từ bi, có trí tuệ là mình biết đạo nghiệp của mình đã có. Cho nên nếu ai hỏi mục đích của người tu là gì? Một câu thôi: giải thoát. Mà cái chữ giải thoát phải hiểu là không phải đợi mình chết cái mình trốn ở đâu là có một cái chỗ nào để mình đi nha. Là tâm không dính mắc ràng buộc hệ lụy là giải thoát. Cho nên là mình sống không, mình không cần detach. Vậy cái quan trọng là gì? Mình đừng có attach. Không phải là mình detach everything, right? Mình không phải sống cách đó. Đấy, mình vẫn còn mặc áo, mặc quần, ăn cơm, nhà ở, điện nước mà detach gì. Nhưng mà mình phải biết bất cứ hoàn cảnh nào mình sống cũng được hết. Cái đó mới là chỗ giải thoát. Mình có thể sống bất cứ hoàn cảnh nào. Mà không phải riêng cho người xuất gia, mà tất cả chúng ta, người nào muốn có an lạc, muốn thảnh thơi là tập sống bất mọi hoàn cảnh. Có dư mình ăn dư, thiếu mình ăn thiếu. Cái quan trọng là mình biết adjust nó. Chứ không phải là cái vấn đề dư hay thiếu. Thí dụ hồi xưa mình không có phone, mình không có gì hết trơn, mình cũng sống bình thường mà. Lẽ ra mình có cái này rồi mình sống thường, bây giờ hình như có rồi mình sống bất thường hơn, là vì mình không có nó mình chịu không có nổi. Là mình biết mình bất thường rồi đó. Con mấy chị nói trời ơi, con mà sống một ngày không có Facebook là con chết. Là mình biết rồi đó. Kinh hành và ngồi nằm thường ở nơi trong đó, thế là hiểu rõ lý trung đạo. Cái chuyện mà chúng ta đi kinh hành hay là chúng ta ngồi nằm, nó đều nằm ở trong đạo hết, nó không có xa gì chứ. Everything is a practice. Đi mà đi không practice thì đi mình cũng té nè, mình cũng sức đầu, xước đầu chảy máu, làm hư đồ người ta. Ngồi mà không có chánh niệm, ngồi cũng té như chơi. Con thấy mấy người ta không biết ngồi thiền, người ta ngồi lên cái ghế ngồi bật ngửa liền cái cục đó vậy đó. Mà cũng có người bật ngửa đó, tại không biết ngồi. Cái đó không phải là mình cười, nhưng mà ở đây một cái example, ngồi mà không biết ngồi thì nó cũng bật. Việc gì chúng ta làm, chúng ta biết việc đó. Và trung đạo là gì? Middle path. Không phải trung đạo là Joshua. Trung đạo là middle path. Đói ăn mệt ngủ. Khổng Tử nói á, mình lấy sợi dây mình căng ra vậy là hai đầu. Bây giờ mình chấp hai cái đầu này lại, kéo nó ra, xài khúc giữa này dài quá không làm được. Mấy cô tối kết cái bàn thấy không? Bàn nhỏ, bàn lớn gì. Bây giờ làm sao vừa đây? Thầy ra thầy nói đấy, thâu lại chốc này, thâu lại chốc kia. Ăn thua là mình biết thua. Đó, cái đó gọi là chấp trì lưỡng đoan. Hai cái chấp trì lưỡng đoan. Dụng kỳ trung ư dân, lấy cái khoảng giữa đó mà chúng ta xài.
Nếu nói sợi dây nó dài quá, chấp sợi dây lại làm hai, là sẽ có một sợi dây trung bình để xài. Rồi thí dụ bây giờ mình quấn một cái cuốn nhỏ phải không, mà cái dây thun nó bự phải không, mình quấn chập hai cái dây thun lại mấy dấu đi là mình quấn nó lại được. Thì cách nào mình cũng có thể dùng được hết. Biển sanh tử. Rồi bây giờ nói là nhược cử ư tốt, nãy giờ mới nói có hai chữ bước chân à, mà biết bao nhiêu chuyện để nói không. Rồi bây giờ nói tới đương nguyện chúng sanh thì biết rồi, cầu cho chúng sanh. Bây giờ nói tới chữ biển sanh tử. Xuất sanh tử hải. Sanh tử là cái chuyện lớn của đời người ạ. It's the main thing for human. Bây giờ mấy thầy, mấy con nghiệm lại coi, có phải chúng ta toàn là sống với chết không? Chúng có gì hết đó. Đó, mấy ngày nay sợ chết quá làm gì? Trốn trong nhà, đeo mặt nạ, đi đâu ngồi cho xa, phải không? Sợ chết chứ. Chết mà không sợ, sợ gì? Rồi giờ sợ chết quá rồi sao nữa biết không? Chết không sợ, sợ đói, chạy đi kiếm đồ ăn. Kỳ này Covid mà xong là nhà nào cũng ăn nguyên năm luôn á. Cái câu này hay lắm. Ngày xưa có câu này nè: sống mà không biết mà không sống, mà không biết sống thì đó là một cái biển khổ của sống. Chết mà không biết chết là biển khổ của chết. Sanh bất tri sanh xứ, vị chi sanh đại. Tử bất tri tử xứ, vị chi tử đại. Chữ đại này nó không phải theo tiếng Việt Nam mà làm đại, ăn đại, chết đại, ngủ đại, thấy không? Mà đại này là cái việc lớn đó. Sống mà không biết sống đó là đúng là cái biển khổ của sống quá ư là lớn lao. Có một cái vị Phật tử này ngày nào mà cũng phone đây, cả chùa biết hết đó. Nghĩa là không gặp được thầy một ngày 5 lần phone là nghĩa là nhất định sẽ gọi cho nên, cho nên là thầy phải bắt phone. Mà phone lên cũng nhiều chuyện đó thôi. Trời ơi sao tôi không chết, thầy ơi tôi không chết. Rồi hỏi câu gì biết không? Trời ơi chính phủ đâu có tốt vậy thầy ơi, nó cho mình ăn đã rồi mai mốt lấy lại đó. Nó không có. Mà cứ nghi ngờ chính phủ, rồi nghi ngờ này, buồn giận người kia. Ôi cha đủ thứ mà ngày nào cũng nhiêu chuyện thôi. Đó, sống khổ không? Sống cũng khổ lắm. Tại vì không có biết chuyện gì để làm hết. Cho nên sống mà không có một cái biết gì mình phải làm hết thì no point. No point, không có mục tiêu gì để sống cả. Cho nên có nhiều người người ta có thể đi đến tự vận là tại vì người ta không thấy mục đích ta sống để làm gì. Cho nên bổn phận của chúng ta, bộ chúng ta là tất cả mọi người, chúng ta có con, có cháu, có anh, có chị, phải làm sao quật dậy làm cho họ ý thức được cái khả năng ở nơi họ để họ sống tốt. Có những người người ta khổ vì yêu thôi, một chữ đó thôi, khổ vì cái người tình đó thôi. Có người người ta chỉ khổ vì một người con đó thôi, một người cháu đó thôi. Cho nên mỗi người mỗi khổ, tại chúng ta đang bơi trong biển khổ nè. Rồi tất cả chúng ta đang ở trong biển khổ đó. Cho nên mới người ta mới vẽ cái hình tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, đi trong cái biển đó. Cái hình đó mình để đây đó, đi trên biển. Tổ Đạt Ma đi trên biển đó. Đó là tượng trưng cho biển khổ.
cái nhánh cây mà Ngài đi ở trên đó, đó là phương tiện để vượt khổ. The draft to overcome the ocean of suffering. Chiếc giày mà tổ quẩy một chiếc đó, đấy không? Tại sao không quẩy hai chiếc mà quẩy con chiếc? Không có attach. Người ta vẽ cái hình tổ, tổ Đạt Ma là tượng, là biểu tượng của thiền sư mà trên tay cầm sâu chuỗi, thấy không, nhớ không? Sâu chuỗi đó là cái gì? Mang tiếng thiền sư mà không bỏ pháp, tượng trưng hãy cầm sâu chuỗi cái mình nhớ gì? Niệm Phật. Ai thấy người nào cầm sâu chuỗi cái, à anh đó niệm Phật. Rồi đó là gì nữa? Hai đó là gì? Lần mình từng cái hột, từng hột mình vượt qua biển khổ. Lần đó là mình làm lui lại cái khổ đau để mình đi tới. Cho nên lần chuỗi, lần chuỗi ta không có lần ngược lên nha, ta lần overcome day by day, step by step. Và nội cái hình của tổ Đạt Ma thôi, bao nhiêu cái chuyện tu hành trong đó đó. Sao không gãy hai đi? Tại hai là có gì? Compare good, bad, in, out, left, right, nice, ugly. Có đối đãi. Mà có đối đãi là có vướng mắc. Mà trước khi chiếc giày nó hình thành, có gọi nó là trái hay phải không? Không. Trước khi nó frame thành phải với trái, mình đâu kêu nó phải trái. Mà khi nó frame thành cái hình, cái khuôn đó rồi, cái mình kêu này là phải nè, này là trái nè. Rồi bây giờ ngược lại, ví dụ như một cái đứa nhỏ nó sanh ra, nó bị dị tật, hai chân nó tréo một bên đi, thì buộc lòng phải mang, dễ thôi. Vậy thì chiếc giày mục đích là để mang vô chân, để mình đi bộ, để đừng có bị dơ chân, tổn thương chân. Chứ nó không phải là cái khổ đau của chiếc giày, nó chỉ là một phương tiện để chúng ta mang. Nhưng mà chúng ta thường khổ cái phương tiện đó. Ai cũng biết là mang giày để chi? Để đi cho đừng dính sình, để đi đừng đau chân. Nhưng người ta sẵn sàng, người ta bỏ ra rất nhiều tiền cho một đôi giày đẹp đó. Nó có brand name thôi, mà mục đích giống nhau hết á. Có nhiều người mang đôi giày thiệt là mắc tiền nhiều để đi vô sình. Rồi có nhiều khi làm một bộ bóng chân thiệt là đẹp, nhưng mà người ta mang giới quanh năm. Ví dụ ở xứ mình là lạnh 6 tháng rồi. Cái đó không có gì sai, nhưng mình nói để mình giải thích. Mình giải thích để chúng ta thấy rằng cái gì gọi là khổ này nó trồng cái khổ kia. Khi mình làm việc gì mình không biết mình làm việc đó là khổ đó. Mình swim ở trong một cái biển khổ là gì? Trời ơi, tôi không biết tôi đang làm gì. Bây giờ thầy ví dụ nè. Ví dụ mấy đứa đi đâu đó mà không biết địa chỉ, không biết cái nhà đó, đi mà hồi hộp không? Đi mà lo lắng không? Đi mà rất là frustrated. Mình cũng vậy đó. Cho nên cái nhiều người đi xuất gia nhưng mà vẫn không hạnh phúc là vì không biết mình đi xuất gia để làm gì. Không biết được cái mục đích tu hành của mình là gì. Tại mình thấy ngoài khổ quá, giờ thôi chui vô đây đi. Tới hồi vô rồi biết đá biết vàng rồi đó. Which one is rock mà which one là gold. Rồi giờ chân trong chân ngoài khổ không? Chữ khổ là gì? When you do something you don't know what are you doing. Đi mà không biết mình đi đâu. Làm mà không biết mình làm gì. Sống mà không biết mình sống để làm gì. Cũng ví dụ như cái người đó được giao cho một công việc là nấu ăn, mà họ không biết cái gì về nấu ăn hết, là một cái khổ của họ đó. Phải không nè? Thí dụ bây giờ mấy con biết tụng kinh, thầy nói thôi bữa nay thầy mệt quá lên dẫn kinh, đâu khổ gì đâu. Mình biết cái tất cả những cái phương cách của tụng kinh rồi, thì lên cầm máy tụng bình thường. Nhưng mà ngược lại không biết giảng,
mà thầy nói bữa nay thầy mệt quá lên giảng giùm rồi, bắt đầu lo rồi đó, phải không? Cái gì mình làm là mình hiểu biết là mình không khổ. Vậy thì cuộc đời này nè, ăn rồi cũng ra, uống rồi cũng ra, sống rồi cũng chết, có rồi cũng mất, thắng rồi cũng thua, vân vân, hiểu hết. Nhưng mà đâu có bỏ nó được, vẫn phải sử dụng, vẫn phải sống như vậy, nhưng mà không có khổ. Hiểu hết mà không khổ. Thành thử ra thí dụ như người ta nói người ta thương mình, thôi cứ nhận đi, rồi mình có thương người ta cứ thương đi, rồi hết khi nào không còn thì hiểu được cái duyên, không có khổ. Hôm nay thầy cũng giúp cho một cô trẻ, giờ khổ hoài với một mối tình mấy năm. Thầy nói riết, thầy ngồi thì nghe xong thì một cả buổi xong nói, ủa vậy là cả đời này chỉ nhiêu đó thôi đó hả? Con không có khổ gì, con khổ nhiêu đó. Mình thấy, mình thấy không? Thầy nói ra cái trong cái tình lãnh vực đó mình không rõ được nó thì đúng là trong một biển khổ. Cho nên ở đây ngài chú dạy cái chỗ biển khổ là gì? Con người ai cũng phải sống và chết, chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng mình rõ được cái đạo lý của sống chết thì sống chết không làm khổ mình được. That's the truth. That's the suffering. When you don't know the truth, that becomes the suffering. Khi mình không rõ nó thì nó là ông nội cái chuyện mà có một bài kệ bước chân đi thôi. Cả một đời sống của chúng ta. Thế mới thấy được cái tinh tế của đạo Phật. Đấy, bây giờ nếu mà mình thay vì bơi trong biển khổ á, bơi trong biển pháp. Nhớ cái bài kinh gì? Cái bài kinh mà nói về sáu đại không? Mắt là đại dương sâu với những đợt sóng ngầm, với những loài quỷ quái, như những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trong chánh niệm, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Đó là một đại, một cái phải không? Mắt và tai. Tai là đại dương sâu với những đợt sóng ngầm, những loài quỷ quái, những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trên, đi trong chánh niệm, xin nguyện nắm vững tay chèo, địa lỵ nhật lỵ nè, để không đắm chìm trong biển thanh mênh mông. Cho hôm thầy đi lúc sư ông biểu mỗi người trình kệ, có kệ gì đâu trên, thôi mình cứ đi thiền hành. Đi thiền hành cái đi vô cái đường mà bên xóm thượng đó, có tự nhiên thầy thấy nắng thấy chim, tự nhiên lúc đó trong đầu mình nhảy ra bài kệ liền. Mỗi bước chân đi, mỗi bước về, hỏi chi bến giác với bờ mê. Bến giác bờ mê nó chỉ là hai cái đối đãi thôi, để mình nói thôi. Thí dụ người mà không an lạc á, giờ lên non lên núi ở cũng không an lạc. Mà người có an lạc rồi thì ở đâu cũng có an lạc. Hỏi chi bến giác với bờ mê. Có nhiều người người ta chưa tới Tây Thiên, ta coi video khóa tu rồi thôi, ôi trời ơi, ước gì được đến Tây Thiên rồi thế vậy. Tới hồi đến rồi đâu có gì đâu, bình thường. Những con người ở đây không có thánh gì trơn á, mà còn phàm phu nữa, rộng rạc, đúng rồi. Đây Bồ Tát nhân mà. Hỏi chi bến giác với bờ mê. Ô hay, nắng ấm về trên lá, chim gió reo ca rộn núi thề. Mỗi bước chân đi, mỗi bước về. Cho nên mình đi cũng là về đó. Mình đi cũng là về đó, phải không? Thí dụ như đấy, ngày mai mình đi chơi nha. Ngày mai mình đi là mình cũng đang trở về đó. Tại hết ngày mai rồi, nó tới ngày nữa là cũng sắp về rồi.
Thầy hay ví dụ cái first station á, xe bus, mình đón xe bus, khi mình rời khỏi cái trạm số 1 mình đi tới trạm thứ 2 thì mình đang trở về lại trạm số 1. Tại nó đi hết một cái tuyến đường của nó thì nó quay trở về thôi. Mà đã rời một cái bến 1 là nó đang trở về bến 1. Cho nên Hòa Thượng Quảng Độ ngày cũng nói chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, nào có phải đến nấm mồ rồi mới chết. We die since we born. Don't wait until you see the grief you call death. Không phải. Sống chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, nào có phải đến nấm mồ rồi mới chết. Cho nên cái biển đó nó rộng mà nó không nó rộng vậy đó là khi chúng ta không hiểu. Ví dụ vậy nè, cái người mà họ khổ đau, họ sống trong một cái nhà nhỏ nhưng mà họ vẫn thấy sao trống trải mênh mông quá. Tại sao? Tại vì lúc đó cái tâm hồn họ nó trống rỗng, nó khổ đau. Ở trong chỗ cái phòng nhỏ hẹp mà vẫn thấy cả một bầu trời cô đơn, lẻ loi. Rồi cái người mà người ta dễ giận, chuyện gì người ta cũng giận được hết. Thì thành ra họ sống được, họ sống bằng cái khổ, nuôi lấy khổ nuôi qua ngày, mà không thấu lẽ được cái đạo lý trong đời sống. Thôi mình dừng đây rồi mai mình học tiếp. Hôm nay thầy Đức Tạng có cho lên YouTube chưa? À, vậy là bữa nay là ngày khai trương YouTube. À, thầy Đức Tạng, mấy thầy Huệ Tạng, Tịnh Tạng là cố gắng tạo cho quý bác nào không có biết Facebook mà biết chỉ biết YouTube thôi, thì quý bác lên YouTube, YouTuber đó. Mình phải nói từ của mấy bác nha. Mấy bác kêu YouTuber. Hôm nay là mình ngày khai trương YouTuber cho mấy bác ha. Thưa đại chúng, tối nay chúng ta vẫn tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm và lại kinh Dược Sư tiếp tục. Ngày mai 10 giờ sáng đại chúng cùng làm lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Riêng quý Phật tử ở Edmonton á, quý vị có thể chia ra đi từ đây tới Chủ Nhật, lai ra vậy đó. Chùa vẫn để cái chỗ tấm Phật, một người, hai người, ai gần gần muốn lễ vô lễ Phật, rồi mình ra về cũng được, không cần ở. Tại vì Pháp Hòa cũng hiểu đó là cái tâm linh của mình. Thì tùy tâm quý vị, ở nhà quý vị đón mừng Phật đản cũng được, còn ai muốn đến chùa để lễ Phật, tắm Phật cũng không sao. Riêng cho em Phật tử Minh Tinh thôi, chứ còn các vị ở xa quá thì chịu. Thì như Pháp Hòa đã thưa đó, cái quan trọng là chúng ta đón mừng ngày Phật đản trong cái tâm thức của chúng ta. Dù chúng ta có được cơ hội như bình thường, tổ chức trọng thể cỡ nào, thì nó chỉ là những buổi lễ rồi nó sẽ phai, nó sẽ đi qua theo ngày tháng. Nhưng cái dấu ấn đón mừng Đức Phật nó sẽ ở trong lòng chúng ta. Và Pháp Hòa nghĩ rằng trong đời làm Phật tử của chúng ta đó, đây là cái mùa Phật đản khó quên nhất trong đời của chúng ta. Tại vì chúng ta đã từng dự lễ hàng ngàn người, nhưng chưa bao giờ chúng ta đón mừng Phật đản trong cái tĩnh lặng riêng lẻ ở nhà mình. Chùa chưa bao giờ đón mừng Phật đản chỉ có những hình bóng của người tu sĩ trong chùa. Thì đây là cái hình lễ Phật đản hình kỷ niệm nhất, nói theo danh từ bây giờ là ấn tượng nhất. You never forget. Well, this is the first Vesak celebration in your life. Và mình chưa bao giờ mình được hạnh phúc tụng kinh mà có người ngồi đó lật từng trang cho mình tụng. Và hai ngày nay là thầy Tịnh Tạng ngồi đó rồi. Nhưng mà có gì thì mình sẽ rút kinh nghiệm thêm trong những ngày tới. Mình sẽ tìm cách nào mình làm cho nó hay hơn nữa, để cho vừa các vị vừa thấy được hình ảnh, chỉ có những vị cũng muốn thấy cả hình ảnh.
Thì Pháp Hòa thưa và đại chúng, thành thử ra cái việc đó nó là như vậy, chân lý nó là vậy, cái tự nhiên mình đâu có gì khổ đâu. Còn nếu mình buồn bực nó, trời ơi tại sao tôi không được tắm Phật ví dụ vậy, bình thường thôi. Phật trong tâm mình cần tắm mỗi ngày, còn cái Phật tượng đó là cái chuyện, là một buổi lễ. Mình phải cần tắm Phật tâm của mình mỗi ngày, để cho Phật tâm của mình được trong sáng mỗi ngày, và đo chào đón một cái một Đức Phật trong lòng mình. Cái đó nó quan trọng hơn là chỉ là một buổi lễ. Cho nên cái ceremony, cái lễ đó, nó chỉ là một hình thức. Và Pháp Hòa tin rằng trong đời làm Phật tử của chúng ta, đây là cái mùa Phật đản khó quên nhất trong lòng của tất cả chúng ta. Và có thể sau này mình già ngồi lại nói chuyện với nhau, cũng sẽ có rất nhiều câu chuyện về cái năm 2020 này. Thành thử ra COVID rất nhỏ bé nhưng mà nổi tiếng cả toàn cầu. Very famous, very tiny but very famous. Cũng như thế, cái gì tĩnh lặng cái đó sẽ bền bỉ, cái gì ồn náo cái đó sẽ không lâu dài, phải không nào? Và trong kinh Đức Phật có một bài kinh rất hay nha, có dịp quý vị đọc bài kinh đó. Bài kinh đó tên là Kinh Lõi Cây. Cái gì là cái lõi, cái đó sẽ lâu dài. Nhớ cái cây không con? Cái cây nó có cái vỏ này nó tróc, phải không? Cái lõi cây là cái main thing inside, cái cây đó nó mới tồn tại. Thì cái gì là cái lõi, cái đó nó mới lâu dài. Thôi chúc đại chúng an lạc, và chúng ta sẽ cùng nhau đi tụng kinh. Ngày mai sáng 10 giờ chúng ta sẽ gặp nhau trong cái nghi lễ khánh đản. Chùa đã bỏ lên trên website cái nghi thức lễ Phật đản rồi. Quý vị có thể download xuống để mình trì tụng vào ngày mai. Chúc đại chúng an lạc vì mình đi hồi hướng và tụng kinh.